Hello anh em. Đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy rửa xe mới của hãng Tatuke. Họ một con máy rửa xe lõi đồng cực kỳ xịn sò cũng như là chất lượng máy rất là ok ổn định trong thời điểm này nha. Đây dòng sản phẩm này đi kèm theo là súng nè, cốp nó dài nè, dây dài 8 mét này, bình bột tuyết. Đủ hết tất cả các cơ bản cho anh em nha. Dòng sản phẩm này là của Tatuke. 100% lõi đồng nặng 10 kg á. Giờ mình sẽ cho anh em xem trải nghiệm thực tế về con máy này nha. Con này là máy rửa xe chỉnh áp nha anh em. Chỉnh áp khi mình sử dụng này rồi anh em thấy không, rất là êm nha, rất là êm. Rồi phun xịt rửa bay hết trong reo nha anh em. Rồi, rất là mạnh, máy rất là mạnh. Rồi còn hai nữa là ở chiều bắn xa, máy khá bắn xa, rất là xa nha anh em. Rồi bây giờ mình nói về cái con máy này với các thông số này. Dòng này là dòng máy rửa xe Tatuke, mã của nó là SSK230, 100% lõi đồng rồi, công suất là 2300W, lưu lượng nước từ 100 đến 153. Anh em thấy không ạ, khủng khiếp ạ. Con máy này đảm bảo được tất cả các tính năng như là bền, đẹp và thứ hai nữa là đầy đủ phụ kiện. Đó, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm thì ủng hộ bên mình nha. Cảm ơn anh em ạ. Tất cả dòng sản phẩm bên mình đưa ra thị trường đều là dòng sản phẩm được bán chính hãng nha anh em. Các dòng sản phẩm bán chính hãng á, anh em mình không phải lo về chất lượng nha. Cảm ơn anh em ạ.